Trọng tâm của cuộc tập trận đổ bộ này là vận chuyển trang thiết bị và quân lực một cách nhanh chóng nhất, phòng khi có thảm họa thiên tai xảy ra. Cuộc tập trận Hồ Mang Vàng có sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ đến từ 29 quốc gia, trong đó có Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia. Cuộc tập trận thường niên này do Mỹ và Thái Lan đồng chủ trì nhằm giúp các quốc gia tham dự tăng cường khả năng phối hợp giải quyết những mối đe dọa an ninh hàng hải, thiên tai và dịch bệnh. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết ngày 23 tháng 2 tới. Cuộc tập trận lần này hữu ích trong mọi trường hợp, đòi hỏi phải huy động lực lượng đổ bộ. Trong các trường hợp phải đối phó với thiên tai, khủng hoảng quốc gia hay sơ tán dân thường, chúng ta có thể huy động và triển khai lực lượng hải quân nhanh chóng. Kể từ sau cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5 năm 2014, Mỹ đã giảm sự hiện diện và hỗ trợ quân sự cho Thái Lan, trong đó có cả hỗ trợ cho cuộc tập trận Hồ Mang Vàng. Tuy nhiên, trong cuộc tập trận lần này, số binh sĩ Mỹ đã tăng gần gấp đôi so với năm 2017, lên tới 6.800 người. Trung Quốc, nước tham gia cuộc tập trận này lần đầu tiên vào năm 2014, năm nay cử 44 binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai. Hồ Mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á, có lịch sử 36 năm, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương của Mỹ và Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.